em vì em đã cho anh biết yêu và thương. Mà tại sao chớ trêu em là gió lướt qua nhìn để anh đồng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Còn có để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nhiều quả nhiên là anh cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Xin chân thành cảm ơn.